thu âm bằng cổng USB rất là nhạy. Bạn nhìn nhé, đây là chữ on này, on F. Mình bật lên. Đấy, bật lên thì cái đèn này nó phải sáng, nhưng mà nó không hề sáng. No. Như vậy là nó đã bị hỏng bạn ạ. Và dù mình cắm sạc đây, mình sạc là cũng nâu luôn nhé, không sạc được. Vì pin đã hết, pin đã hỏng, mặc dù mình không có dùng nhiều. Nhưng mà cái loại pin này để lâu thì cũng chết thôi bạn. Đấy, bây giờ mình tháo ra. Đấy, bạn nhìn xem, ở trong này nó chỉ có một cục pin thôi, duy nhất này. Nhưng mà pin này chắc chắn là đã chết. Bạn phân biệt nó sẽ có một sợi màu đỏ, một sợi màu đỏ và một sợi màu đen này. Nhưng mình cần phải có một cái kéo bạn ạ. Mình không có kéo. Bây giờ mình sẽ cắt cái pin này ra, bởi vì nó đã hỏng. Ok. Như vậy là mình vứt nha. Ở trên này á, nó không đề một cái gì hết bạn ạ. Không biết là bao nhiêu vôn, và đo vôn cũng không được luôn. Vậy thì bây giờ bạn biết cái này nó chạy bao nhiêu vôn, không nhìn thấy ở đây luôn. Đấy. Thì sẽ phải làm tù mù thôi bạn. Tình hình là nó như thế. Bây giờ mình sẽ lấy một sợi dây bằng đồng này, có màu trắng và màu đỏ. Mình sẽ quyết định màu đỏ chính là cái màu của dương nhá. Và ở đây có mấy cục pin như thế này. Đây, bạn nhìn nhá. Đầu tiên là con này, bạn nhìn thấy không, 1,2 V. Con này cũng 1,2 V. Con này là pin AA nhưng mà energizer, có thể sạc được, là 1,5 V. Thì bây giờ mình sẽ quyết định một con 1,2 V này nhé. Dương này, dương phía bên này, mình sẽ đặt dương đây. Chọn thử tạm đi. Đây là dương, đây là âm. Dương là dây màu đỏ này. Dây màu đỏ mình sẽ nối với cái dây màu đỏ này, bởi vì thường thường người ta quy định này, dây màu đỏ là dương. Nhất là máy mà máy của nhà nước sản xuất thì người ta chả bao giờ người ta làm sai sót ở cái chuyện này. Mình sẽ để tạm thời như thế này, không có ánh ạ. Rồi bây giờ thử nào, bật công tắc này lên, nó phải sáng. Nếu không sáng là coi như là chưa đủ vôn mà. À, nó đâu có sáng, led đâu có sáng. Như vậy ở đây vôn không có đủ bạn. Đứt mất dây bạn ạ. Đứt dây rồi này. Rồi bây giờ mình sẽ để mình hàn các đầu dây này vào nhé. Bên ngoài là âm. Đây nhé, mình đã hàn xong. Và cái này á, mình sẽ cố định nó lại luôn. Bây giờ cắm cái súng nén lên là đã mất thời gian. Dù không mất thời gian nhiều, nhưng mà đến khi nó nguội á, thì nó cứ chảy cái nến á. Dùng thì ít, cuối cùng tốn nén thì nhiều. Đấy, như này cho nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vào cái pin này 4,2 V nhé. Dương thì đấu đường dương, bởi vì cái gì cũng phải thử bạn ạ. Chắc ăn. Âm đấu đường âm. Đấu xong nhé. Thử xem nhé. Đấy, bật lên cái thì đèn nó sáng luôn. Và bây giờ nó là báo ghi rồi. Và một lúc sau là nó sẽ đây, nhanh 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 nháy. Bây giờ mình gõ đây. Có ghi không? Có ghi không? Có ghi không? Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào đây nhé. Cắm vào máy tính. Nhưng mà trước khi mình cắm vào máy tính thì mình kết thúc đây này. Kết thúc là nó nháy một cái rồi nó tắt luôn. Cắm vào máy tính xem không liệu có ghi hay không. Đây. Đấy. Thấy chưa? Mình đã cắm vào máy tính rồi, bây giờ mình chuyển sang màn hình. Màn hình siêu rộng. Rồi. Ở đây bạn sẽ thấy cái USB nó đã nhận rồi này.
Và ở đây là rách của bè, voi. Đây cái âm thanh mình vừa mới ghi đây, nếu mà nó đúng như những cái gì mình mô tả thì nó phải đúng với âm thanh của mình. Nhanh nhanh, bây giờ mình gõ đây. Đây. Có ghi không? Đây, gì vậy? Có ghi không? Dễ. Có ghi không? Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào. Như vậy là nó cứ bình thường. Cắm vào một tính này. Mình cắm vào lại nhé. Nhưng mà trước khi mình cắm nó thì mình kết thúc. Tắt ra đi này. Tắt ra đi, như vậy là âm thanh như bình thường. Mình rút ra. Và mình nghĩ là sạc bình thường. Nó lại còn có cái pin siêu trâu ở đây bạn. Bạn xin siêu trâu. Bạn dùng thoải hơn cả máy luôn. Cái này dùng cả tuần không hết pin ạ. Vì cái pin quá là khủng luôn. Và bạn có thể cắm sạc bình thường như thế này. Đấy, nó vẫn sạc. Nếu mà bạn cảm thấy sạc không đủ thì bạn sạc ngoài. Ok.